Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay đến với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì em Thọ đang có một lô đất cực đẹp và giá rẻ muốn giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Vị trí lô đất thì được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng trên màn hình nha quý vị. Lô này thì diện tích của nó là ngang 5, chiều sâu là 19m và nó nằm trên trục đường N2 có lộ giới là 16m trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng nha quý vị. Và cái đường N2 này là con đường dài và song song với đường tuyến tránh quốc lộ 14, một khuôn đất cực kỳ đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Lô này diện tích ngang 5, dài 19 và thời điểm thị trường sốt đấy cô chú anh chị, những cái vị trí 5, 19 mà ở phân khu C đường 16m giá của nó giao dịch từ 1 tỷ 450 đến 1 tỷ rưỡi rồi nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà hiện hôm nay cái lô đất này thì anh chị chủ đất đang gửi em Thọ bán giá chỉ có 900 triệu cho cái lô đất này thôi. Anh chị không nghe nhầm đâu, lô này hiện tại 5 x 19 đường 16m xây dựng tự do giá chỉ có 900 triệu, cực kỳ rẻ luôn. Anh chị khách hàng nào tầm tài chính mình vừa phải, mình muốn mua một lô đất đường lớn mà xây dựng tự do thì lô đất này là một trong những cái lựa chọn em Thọ nghĩ là số 1 đấy cô chú anh chị. Lô này cực kỳ đẹp luôn. Xung quanh lô đất này thì có công viên nha quý cô chú anh chị, công viên rất là nhiều luôn. Và đặc biệt cái phân khu C ấy, khu vực block C là khu vực mà người dân Bình Phước người ta mua rất là nhiều. Cho nên là cái khu vực này là người dân người ta xây nhà ở cũng nhiều đấy cô chú anh chị. Ở đây là xây nhà một trệt hai lầu, một trệt một lầu, rồi xây nhà cấp 4 cũng nhiều nha quý cô chú anh chị. Phân khu C là phân khu xây dựng nhiều nhất. Đấy, vị trí cực kỳ đẹp và cái đường thông dài như vậy cô chú anh chị này thì sau này mình kinh doanh buôn bán rất ok cô chú anh chị nhá. Đường này nó chạy từ đầu dự án cho tới cuối dự án luôn. Và đường này nó đi một đoạn là ra đường Trường Chinh nha cô chú anh chị. Và từ vị trí này đi ra tiện ích như trường học liên cấp, trường mầm non cấp 1, cấp 2 là ngay đây rồi cô chú anh chị này. Thì mình đi bộ là ra tới nơi rồi, ủy ban xã ở ngoài này, rồi trạm y tế cũng ở ngoài này luôn. Còn nếu nhà mình đi chợ đấy cô chú anh chị thì mình đi từ đây ra đầu đường DT741 phía này là có chợ dân sinh cũng như là có Bách Hóa Xanh rồi. Và cô chú anh chị có thể thấy trên màn hình ấy là hiện tại cái lượng nhà máy trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 người ta về xây dựng khá là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đây này, ở đây chuẩn bị có một cái nhà máy cực kỳ lớn ở đây nha quý cô chú anh chị, rất là tiềm năng luôn. Lô đất này mà giá chỉ có 900 triệu thôi thì cho 95m2 chưa tới 10 triệu một mét vuông luôn đấy cô chú anh chị. Giá rất là rẻ luôn. Và nếu mà cô chú anh chị vay ngân hàng, dùng cái sổ đất này để vay ngân hàng cô chú anh chị nhé, là cô chú anh chị vay ít nhất phải được 700 triệu đối với lô đất này cô chú anh chị này. Đấy, thời điểm này thị trường bất động sản là đứng, kết hợp với một số anh chị khách hàng là dùng đòn bẩy ngân hàng cao đấy cô chú anh chị, cho nên là thời điểm này người ta bán những cái bất động sản, những cái tài sản đẹp mà giá nó rẻ như vậy. Đợt này thì em Thọ gom không đủ tiền nên là em chào cái lô đất này ra cô chú anh chị này, chứ còn gom đủ tiền em sẵn sàng em ôm cái lô đất này đấy cô chú anh chị. Tại vì em Thọ thì bán trong Cát Tường Phú Hưng khá là lâu rồi, bán từ thời 2019 đấy cô chú anh chị. Đấy, từ thời đang bán hàng cho chủ đầu tư ấy, cho nên là những cái vị trí nào mà tiềm năng, những cái vị trí nào mà có biên độ tăng giá tốt, cũng như là từ thời chủ đầu tư khi bán qua chuyện nhượng thì vị trí nào giá ok hoặc giá tốt là em Thọ sẵn sàng em Thọ xuống tiền em Thọ ôm. Nhưng mà đợt này em Thọ cũng đang vướng cái đất phân lô đấy cô chú anh chị, cho nên là không còn tiền để ôm những cái vị trí đất đẹp như vậy nữa. Và lô đất này thì cô chú anh chị có thể đầu tư ngắn hạn được cô chú anh chị nhé. Lô này thì đầu tư 6 tháng một năm kiếm biên độ lợi nhuận khoảng 10 đến 15% là chuyện rất là bình thường cô chú anh chị ạ. Trong khi bây giờ mình gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất chỉ có 5 đến 6% thôi. Đấy, cho nên là lô này cực kỳ ngon cô chú anh chị này. Cô chú anh chị cứ nghe em Thọ, nếu có tiền sẵn mua lô này là đảm bảo là lời luôn đấy cô chú anh chị. 5 x 19 mà nằm ở thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, nằm đối diện khu công nghiệp và đi lên trung tâm chỉ có 1,7 km thôi, giá chưa tới 10 triệu một mét vuông, cực kỳ rẻ luôn. Thì cô chú anh chị đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này hay mua lô đất này để về cất nhà thì cứ gọi về cho em Thọ, có số điện thoại em có để trên màn hình ấy, thì em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị đi xem đất cũng như là cung cấp cho cô chú đầy đủ thông tin, cách giấy tờ sổ sách cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Nếu cô chú thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha quý cô chú anh chị. Và
À, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Chúc quý cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.